điện chở khách du lịch bốc cháy khi sạc trong đêm, hai bà cháu tử vong. Chiếc ô tô điện dùng chở khách du lịch cắm sạc phát nổ, bốc cháy dữ dội, nghi bị chập điện dẫn đến cháy lớn, làm hai bà cháu ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa tử vong. Sáng 13 tháng 7, ông Hoàng Thăng Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa xác nhận thông tin đêm 12 tháng 7, trên địa bàn phường xảy ra vụ cháy ô tô điện làm hai bà cháu ngủ trong nhà tử vong thương tâm. Cơ quan chức năng xác định danh tính hai nạn nhân của vụ cháy là bà LTC, 63 tuổi và cháu LTTTA, 5 tuổi, đều trú tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn. Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 45 ngày 12 tháng 7, tại nhà riêng 3 tầng, bà C cùng cháu TA đang ngủ ở gác xếp dưới tầng 1 thì bất ngờ xảy ra đám cháy lớn. Phát hiện vụ cháy, người dân địa phương và lực lượng chức năng của thành phố Sầm Sơn có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Sau khi khống chế được đám cháy, hai nạn nhân trên đã chết trước đó. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ cháy là do nổ bình ắc quy của chiếc ô tô điện nên bị chập điện khi đang sạc dẫn đến cháy xe. Sáng 13 tháng 7, đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cùng ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số. Hiện công an thành phố Sầm Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.